Hello, chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Hôm nay trở lại thăm 28 cái bẫy chồn của mình đó các bạn. Đầu video cũng cho mình gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn ăn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Thì mình vô đến cái bẫy đầu tiên luôn các bạn. Trước giờ mình đi lại mình thăm cái mình quay đồ nghề cho các bạn xem cái mình đi ha. Hôm nay mình mang theo một cái bẫy xe cua nè các bạn. Dưới bên trong là có hai cái bao ha. Với mang theo mấy cái trái chuối nữa các bạn, đằng mình thăm cái bẫy đầu tiên đó. Với mình dưới là bốn cái túi lưới nữa các bạn. Thì hôm nay mình thăm là tổng cộng là 22 cái bẫy nhỏ này và 6 cái bẫy lớn và tổng cộng là 28 cái đó các bạn. Mình vô cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Cái đầu tiên này cử rồi mình làm một con trồn con đó các bạn, trồn bạc má con này ngay chỗ gò mã các bạn. Rồi cái này chốt bước rồi các bạn ơi. Cái đầu tiên hụt rồi các bạn. Chuối còn nguyên luôn. Cái thử rồi nè. Em đó. Nó ị phân còn nè, trùng con nữa các bạn. Ị phân còn đó. Em chỉnh sửa đó. Đặt tiếp nha các bạn. Ngay đây còn nữa nhưng mà nó sao nó không dính nữa các bạn. Rồi, mình xin mời các bạn đi thăm tiếp cùng mình nha. Chuối còn đẹp mới khỏi thai luôn các bạn. Tiếp tục ngay đây mình có con cái nữa các bạn. Ngay đây gặm quá mình vô gần tới mình bấm máy cho nó đỡ mất thời gian các bạn ơi. Ngay đây mình bắt được mấy con sóc rồi, cái cử rồi dính chuột nữa các bạn. Còn cử này có sập nữa nè các bạn. Im ru vậy. Rồi ơi, con gì nó làm sập cái bẫy mình, trời ơi, con ốc gì mà dữ luôn quá trời. Nè các bạn coi nè, con ốc này ngon lắm các bạn, mà sao cái bẫy mình nó sập mà nó không có con gì chơi nữa các bạn. Ở nó lạ, cái này có vấn đề nha các bạn. Thôi cái này để mình nghiên cứu lại nha các bạn, có ai phá mình không hay là nói sao mà nó không còn chuối lưới gì, không còn cái gì trong cái bẫy mình đó. Rồi để mình coi lại nha các bạn, lạ quá. Cái thứ hai gặp sự cố gì ngộ đây ta. Rồi để mình suy nghĩ là đặt lại cho người sao các bạn. Tiếp tục ở trong đây mình có con cái nữa các bạn. Ở sau lưng mình là cái dòng suối nước nó chảy các bạn. Hai cái rồi, chất quốc không. Cái thứ ba coi, có mở hàng em gì không. Cái hồi nãy mình không biết là cái con gì luôn á các bạn ơi. Nó sập mà nó không dính. Cái này sập nữa nè các bạn. Ủa sao kỳ vậy ta. Thôi cái này cũng chuột. Tưởng đâu nó không có chứ. Ai vậy con chuột. Từ xa mình thấy trống lỏng luôn các bạn. Rồi mở hàng con chuột đầu tiên luôn nè các bạn. Bự nha, con này khổng lồ. Để mình coi chỉnh sửa đặt cái bẫy này rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi ngay đây mình có một cái bẫy lớn á các bạn. Cái này hôm nay mình quyết định mình vô mình lấy nó ra luôn. Bị nó nghịch đường á các bạn. Quýnh từ hôm nay nó không dính gì hết á. Này mình rút nó về luôn. Đúng rồi, chết luôn rồi. Ai da, trời ơi nó dướng các bạn ơi. Rồi, mình rút nó về nha các bạn. Nghịch đường quá rồi em lấy về các bạn. Tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này hôm bữa mình dính một con trồn 9 lạng rưỡi ở đây các bạn. Hôm nay coi có không, có sập nữa không? Sập nữa rồi các bạn. Rồi vô rồi, đúng rồi. Đây, con thứ hai nè các bạn. Một con này nhỏ các bạn. Ủa đẹp. Đây, con thứ hai của ngày hôm nay nè. Ủa xin lỗi các bạn, con thứ hai của chỗ này nè. Thử trước này, con này dữ các bạn, thử trước nè. Nó đào lỗ nè ha, bên đây ha. Mình giờ đẩy qua đây làm nó con nữa nè. Sao con gì dữ nè. Từ sáng giờ đi vòng vòng thăm nè, hồi sớm giờ chỉ được có một con
một con chuột rồi các bạn. Rồi con này dữ, quá dữ luôn các bạn. Nè nó cũng đào nữa các bạn, đào lỗ ngang dính con tròn rồi nha các bạn. Có nhiều bạn nói thế này thế kia ha, dính con tròn là đào lỗ vậy nè các bạn. Bên đây nè, con trước nè các bạn, đào lỗ nè ha. Đó, xới đất banh cái chỗ cái nền rồi đặt không được, mình đưa qua đây. Con này nhỏ các bạn ơi, rồi đẹp. Con này chừng ra đây. Rồi con này trùng con mới lớn lên nữa các bạn. Con này chừng 7-8 lạng rồi các bạn. Ủa nó đẹp, con đầu tiên luôn. Con này vô lâu rồi, rồi. À, cái kênh mà của anh săn bắt trong thành phố á, là ảnh đề nghị mình làm cái bàn đạp cho trồn nó đừng có xé các bạn. Thì năm nay là mình làm cái bàn đạp theo như nhu cầu của cái kênh của cái anh săn bắt trong thành phố nha các bạn. Anh Phúc á, rồi nó hết xé được rồi anh Phúc ơi. Hôm nay em dính mấy con rồi nó không có xé nè anh. Rồi mình bắt cái rồi mình đi tiếp nha các bạn, để bể cái chỗ này các bạn ơi. Ngay đây bắt con thứ hai rồi nè các bạn, mà con này bữa nay là con đầu tiên nè các bạn, quá đẹp, con đầu tiên của ngày hôm nay chứ. Rồi đi tiếp nha các bạn, qua kiếm chỗ tắm mình bắt nó ra rồi đi tiếp. Rồi mình đem em ở lại đây mát đó các bạn, mình tranh thủ mình bắt nó ra mình đi các bạn ơi. Con này nhỏ các bạn ơi, con này mình coi kỹ đây rồi. Ở con này chừng nửa ký đô rồi nha các bạn, nửa ký 6 lạng gì à, em nó đừ lắm rồi. Vô đầu các bạn, này trùng con. Con đầu tiên của ngày hôm nay các bạn. À bên đây nghịch nữa các bạn ơi, mình gọi bên đây cho các bạn. Kia hình lỡ rồi, qua đây rồi, ngồi đi nữa. Rồi ra tới chỗ uống nước liền. Nó giờ khát nước rồi các bạn, dù mấy bữa rồi mình phải cho nó uống nước liền nha các bạn. Đi để nó mệt. Từ con này nhỏ mấy em nhỏ nhỏ này về chắc mình nuôi mình dưỡng lên nha các bạn. Nhỏ xíu à, em này mới mua này nè các bạn, dữ ghê không, khát nước dữ lắm rồi. Mình cho uống nước rồi đi thăm tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi, rồi chất quốc luôn, còn nguyên luôn các bạn, không sập luôn. Cái chỗ ngon. Chuối lớn còn nguyên luôn. Rồi mình để luôn các bạn, khỏi thay chuối luôn. Chuối đẹp lắm, còn vàng chưa đen nè các bạn. Mình đi thăm tiếp các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, chất quốc luôn các bạn ơi, không sập luôn. Đây, em ở đây rồi, để mình chỉnh sửa lại rồi đi tiếp nha các bạn. Lúc ở trong này nè, mình coi chỉnh sửa lại rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, ngay đây mình cũng dính được một con nữa các bạn, ngay bụi chuối nè. Mình dời qua dời lại, cái cuối cùng mình cũng dời lại bụi chuối đánh nữa các bạn. Làm như nó không có đúng cái thế mình, nó không có đi hay sao các bạn. Đưa tới lại bụi chuối nữa nè. Sập rồi, con gì đây. Trời ơi, chuột. Đúng thế luôn. Đưa tới lại ngay góc chuối, đúng thế là mấy con chuột luôn. Đây.
cái dấu tích con trồn hôm trước nó đào còn nữa các bạn. Rồi mình xử lý em nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục cập vô trong cái bờ tường này mình có một cái nữa các bạn. Cái này bữa anh mới dời vô, mang cái bẫy xe cua vô luôn. Chuối này nó hơi khó đi các bạn, làm dữ lắm ạ. Ai da, trời ơi chất quớt các bạn ơi, cái chỗ yên vậy mà không có con gì trên trời. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, có vấn đề rồi, quá trời gai luôn các bạn. Trời ơi coi các bạn coi mình ngu nè, mình đánh mà mình không có máng cái cò lên các bạn nè. Trời ơi, ở cái này tại mình nha các bạn nè, mình không có máng cái cây này lên. Trời ơi la cho ta, trời đất ơi. Thôi để mình chỉnh sửa lại các bạn, lỗi do mình nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này bữa anh mới dời vô à, bữa anh đặt ở đằng kia á các bạn. Mình dời ra đây. Sập rồi, con gì ta? Sợ con chuột các bạn ơi. Thấy nó nằm một đống mình tưởng nó vô rồi chứ. Sát hồn bằng đó. Lại khủng rồi. Ok. Quá một ký luôn. Ký là trên ký nha các bạn. Một ký nha các bạn. Nó bị gấp mấy lần trùng vậy nha. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Sập rồi không thấy con gì trơn trời. Thôi rồi con chuột nó trốn lên sao nữa các bạn. Con chuột cống nữa các bạn ơi. Đây. Con nó trốn ở sao cái mình đạp. Hết hồn. Lũi vô cái bàn đạp ở sao các bạn. Trốn mình không nhìn thấy. Để mình giữ im lại cho đừng có lắc các bạn. Chứ nó chạy nó nhào hay lắc quá trong mặt các bạn. Rồi mình đặt cái bẫy phụ vô rồi đi tiếp nữa các bạn. Dạ trời ơi té luôn các bạn. Còn có hai cái bẫy nhỏ nó hết rồi các bạn ơi. Ở đây một cái với đằng kia một cái nữa. Rồi sập luôn rồi nè các bạn. Con gì đây? Trời ơi chuột rồi. Ai da trời ơi. Gai. Gai nó móc mình các bạn. Đây. Rồi lại đằng kia một cái nữa, bẫy nhỏ nữa hết rồi các bạn. Rồi mình đi thăm 6 cái bẫy lớn các bạn ơi. Coi có con hương nữa không chứ này. Chắc có một con trồng heo mồi rồi các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy nhỏ sau cùng nữa các bạn. Rồi về thăm ra ngoài kia mình thăm 6 cái bẫy lớn nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi sập rồi. Trời ơi con chuột tơ luôn. Rồi mình xử lý nó ra đi tiếp nữa các bạn. Rồi con giữ nữa. Con giữ nữa các bạn. Nhưng mà bỏ. Nó rút rút rồi bỏ. Ồ, ồ, đã rồi, ồ, mê rồi, rồi không ghẹo nữa các bạn. À, đi qua 26 cái bẫy lớn nữa hết rồi các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy lớn đầu tiên đó các bạn. 6 cái bẫy lớn nữa là hết rồi các bạn. 6 cái bẫy lớn xong rồi mình giờ cái nào mà nó dính thì mình lấy, còn không ấy thì mình bỏ bớt các bạn ơi. Chứ để mà hâm hụt giết là chết luôn á.
dài á các bạn, ngồi chết rồi các bạn ơi. Cái đầu tiên quá tuyệt vời, vậy mà nó không có nha các bạn, không dính nè, đó còn nguyên mồi luôn á, chuối còn. Mình đi thăm cái khác các bạn. Rồi mình đến với cái bãi lớn sau cùng luôn các bạn. Cái này mình bữa nay quyết định mình vô mình lấy về luôn, rút ra luôn, tại vì có người nhìn thấy mình vô rồi các bạn. Rồi chết quốc luôn, chết quốc luôn. Rồi thử rồi, mình bỏ quên cái lưới ở đây luôn nè các bạn. Rồi hàng chi về mình kiếm quá trời, kiếm cái túi lưới không ra, hai vàng bỏ quên ở đây luôn. Nó về luôn các bạn, cái này mình mang về luôn, rồi ra ngoài mình tổng kết các bạn, cho các bạn xem thành quả ngày hôm nay cái này mình về các bạn ơi. Chiều rồi. Rồi các bạn ơi, trời mưa luôn rồi các bạn ơi, mình lại mình kết thúc cái video ngày hôm nay cho các bạn xem thành quả cái mình về ha. Thì được mấy con chuột nữa các bạn, khổng lồ luôn. À, mình có rút về hai cái nữa các bạn, thì mình còn có 5 cái bẫy lớn rồi các bạn ơi, với 22 cái bẫy nhỏ các bạn, thì tử sau là mình thăm tổng cộng là 27 cái nha các bạn. Hôm nay được thành quả mình được mới chuột vàng với mới với hai con chuột cống bự nữa các bạn, hai chuột cống nhung. Thì mình coi mình về mình bỏ bớt sạn bớt ra cái mình cái nào không mấy thì mình bỏ bớt rồi mình đăng cái video này nha các bạn. Tại vì giờ mình còn có một cái luồng bẫy trồn nữa các bạn ơi, với luồng bẫy rắn. Luồng bẫy rắn cử rồi mình thăm nó bị thất quá, mình dời điểm mới rồi mình cũng bỏ qua luôn, mình không có đăng nữa các bạn. Còn con trồn ngày hôm nay các bạn, nó nhỏ, con này chừng khoảng ngủ luôn. Con này chừng nửa ký gì nha các bạn. Con này về mình giờ thức dậy dữ nữa nè, chuột la nó cũng la luôn. Con này chừng nửa ký lô các bạn ơi, nhẹ lắm. Thì mình con này mình về mình chắc mình dưỡng lại mình nuôi nha các bạn, nuôi cho nó bự đẹp lắm. Nó giống như con heo á, thường là người ta gọi là heo, còn có nơi thì gọi là chồn bạc má các bạn, có nơi gọi là cầy hôi nữa, nó nhiều tên quá. Chương trình mình thăm bẫy chồn thì cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì cuối video cũng cho mình gửi lời hẹn chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình một like, ủng hộ kênh mình một cái đăng ký cho nó mau phát triển các bạn. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh. Anh Võ xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau. Mưa to luôn rồi các bạn ơi.